Ở một video trước, chúng ta đã cùng nhau so sánh sức mạnh hải quân của Mỹ và Trung Quốc và bàn về việc liệu có một trận hải chiến giữa hai cường quốc hay không. Xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ rất có thể sẽ diễn ra trên biển. Nhưng khoảng cách quá lớn giữa các lực lượng hải quân quyết định rằng hải quân Trung Quốc không dám dễ dàng nổ phát súng đầu tiên. Ngoài hải quân, khả năng xảy ra xung đột giữa không quân Trung Quốc và Mỹ nên được xếp vào hàng thứ hai. Vậy thì trong chương trình hôm nay, hãy cùng thế giới tiêu điểm so đo sức mạnh không quân của hai cường quốc quân sự này. Quý vị hãy bấm like và ấn đăng ký kênh để bắt đầu hành trình cùng chúng tôi ngay bây giờ. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội báo cáo đánh giá mới nhất về quân đội Trung Quốc. Báo cáo cho rằng không quân Trung Quốc đang thay đổi từ vai trò phòng không lãnh thổ truyền thống sang phương thức có thể tiến hành tấn công và phòng thủ từ xa, chủ yếu ở phía Đông Nam. Theo báo cáo, Trung Quốc có hơn 817 chiến đấu thế hệ thứ tư, bao gồm J-10, J-11 và J-16 v.v. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 cũng đã được đưa vào biên chế. Trung Quốc cũng có khoảng 450 oanh tạc cơ hoặc cường kích. Quân đội Bắc Kinh cũng đang phát triển máy bay cảnh báo sớm, bao gồm KC-2000, KC-200 và KC-500. Máy bay chở dầu 278 nhập khẩu từ Nga và các phương tiện bay không người lái cỡ lớn. Không quân Trung Quốc cũng phát triển năng lực phòng không với một số lượng tên lửa đối đất nhưng không thể đánh chặn một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Báo cáo đánh giá rằng, việc hiện đại hóa không quân Trung Quốc đang làm xói mòn lợi thế quân sự lâu dài của Mỹ. Máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không chủ lực hiện nay của Trung Quốc là J-11 nhái Su-27 nhập khẩu từ Nga. Tổng cộng có hơn 400 máy bay chiến đấu lẽ ra phải được sản xuất. Với tuổi thọ ngắn của các máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, rất khó để xác nhận có bao nhiêu máy bay trong số này thực sự sẵn sàng chiến đấu. Trung Quốc có thể đang có chừng 22 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20. Các máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không chủ lực của quân đội Mỹ bao gồm 187 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-20 Raptor và hơn 250 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 F-15 CD Eagle. Đây là những máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tương đối điển hình. Ngoài ra, Mỹ còn có 219 chiếc F-15E có khả năng tấn công mặt đất. Máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ 5 F-22 của không quân Mỹ đã được đưa vào trang bị theo từng đợt. Nó trở thành máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không có hiệu suất tổng thể tốt nhất trên thế giới. J-20, mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 do Trung Quốc bắt chước, vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt. Đến đầu năm 2021, nước này mới tuyên bố một cách kín tiếng rằng sẽ bắt đầu biên chế quân đội. Tuy nhiên, động cơ thiết kế tàng hình và vũ khí của nó vẫn còn chưa sẵn sàng. Trung Quốc còn thiếu khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Su-27 hay J-11 không thể thực sự tác chiến ở biển khơi. Hơn nữa, chỉ có thể phòng thủ ở vùng biển ven bờ. Trung Quốc luôn tuyên truyền rằng nó có thể tham gia vào các cuộc chiến eo biển Đài Loan, nhưng rất khó để có thể hỗ trợ chiến đấu ở các đảo và rạn san hô ở Biển Đông. Quân đội Mỹ có năng lực tiếp nhiên liệu trên không mạnh mẽ. Máy bay chiến đấu của họ có thể hoạt động trên quy mô lớn dọc theo bờ biển Trung Quốc. Nhưng nếu chúng không tiến sâu vào vùng biển ven bờ Trung Quốc, thì về cơ bản là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không của Trung Quốc và Mỹ khó có thể chạm trán nhau. Ngay cả khi máy bay chiến đấu của Mỹ hộ tống oanh tạc cơ tấn công các căn cứ quân sự ven biển của Trung Quốc và mang theo tên lửa không đối đất có tầm bắn khoảng 1.000 km, thì chúng cũng không cần phải ở gần biển của Trung Quốc. Trung Quốc cũng có máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10 của riêng mình, phạm vi chiến đấu chỉ là 900 km. Hơn 400 chiếc đã được sản xuất, chủ yếu được sử dụng để phòng không lãnh thổ và có tham gia hạn chế vào việc phòng ngự vùng trời ven biển. Ngay cả khi các máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không của Trung Quốc và Mỹ gặp nhau, quân đội Mỹ sẽ vượt trội hơn khi họ có nhiều máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 hơn, có khả năng chiến đấu ngoài tầm nhìn hơn hẳn Trung Quốc. Máy bay chiến đấu đa năng chính của Trung Quốc là khoảng 70 chiếc J-16 nhái Su-30 nhập khẩu từ Nga, có thể đã sản xuất hơn 200 chiếc. Một số chiếc J-11 bắt chước Su-27 cũng có thể được coi là máy bay chiến đấu đa năng. Ngoài ra, nó còn có 24 chiếc Su-35 nhập khẩu. Các máy bay chiến đấu này đều được phát triển từ Su-27, giúp tăng tầm bắn một cách hợp lý và tăng cường khả năng tấn công mặt đất và trên biển.
Các máy bay chiến đấu đa năng không quân Mỹ bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II ít nhất 283 chiếc, máy bay chiến đấu đa năng F-15E 219 chiếc, chiếc F-15EX mới nhất cũng đã được đưa vào biên chế. Không quân Mỹ có gần 1.000 máy bay chiến đấu. Phạm vi chiến đấu của Su-30, Su-16 và Su-35 của Trung Quốc vượt quá 1.500 km và cũng có một số khả năng thực hiện các cuộc tấn công trên biển. Những máy bay này rất có thể phải chạm trán máy bay chiến đấu của Mỹ. Nếu gặp phải F-35 hoặc F-22 thì có sự chênh lệch thế hệ rõ ràng nên tự nhiên không phải là đối thủ. Còn nếu máy bay Trung Quốc gặp phải F-15 hoặc F-16 thì có thể có một trận đánh ác liệt. Radar trên không của quân đội Mỹ có hiệu suất tốt hơn, khả năng chiến đấu ngoài đường chân trời cũng trội hơn. Điều này đã được kiểm chứng nhiều lần trong thực chiến. Hiệu suất radar mà các máy bay chiến đấu của Trung Quốc khoe khoang chưa bao giờ được thể hiện trong bất kỳ cuộc chiến thực tế nào. Trong số các môn huấn luyện công khai của không quân Trung Quốc, môn phổ biến nhất là cận chiến. Khả năng tác chiến điện tử của máy bay chiến đấu Mỹ cũng tốt hơn. Quân đội Mỹ còn có thêm máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát, máy bay chỉ huy và máy bay tiếp nhiên liệu, tiếp tục mở rộng ưu thế trên không. Quân đội Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào các máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không để tham gia không chiến. Còn các máy bay chiến đấu đa năng tập trung và các cuộc tấn công trên bộ, tất cả đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu lực lượng không quân của Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh để giành ưu thế trên không, trên quy mô lớn dọc theo bờ biển Trung Quốc, thì tình hình sẽ nghiêng về một phía. Và nó sẽ sớm trở thành màn trình diễn một người với các cuộc không kích liên tục của không quân Mỹ. Không quân Trung Quốc về cơ bản không có khả năng kiểm soát trên không. Không quân Mỹ là lực lượng không quân duy nhất trên thế giới có thể thực sự thực hiện các nhiệm vụ ném bom chiến lược toàn cầu. Nó sở hữu 59 oanh tạc cơ chiến lược B-1B, 19 oanh tạc cơ tàng hình B-2 và 74 oanh tạc cơ B-52. Tất cả đều có thể tạo ra một số lượng lớn các cuộc tấn công trên bộ và trên biển bằng tên lửa và bom dẫn đường chính xác, thậm chí là bom hạt nhân. Ba loại oanh tạc cơ chiến lược của không quân Mỹ đều đã trải qua thực chiến, có thể xuất kích bất cứ lúc nào từ khoảng cách xa vào đất liền, cũng có thể cơ động triển khai về phía trước. Quân đội Mỹ cũng có 287 máy bay cương kích A-10C, tập trung vào các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Dù bản ngân sách quốc phòng mới nhất có thể khiến máy bay cương kích A-10 phải nghỉ hưu. Trung Quốc hiện có khoảng 104 oanh tạc cơ tầm trung H-6. Đây vẫn là sản phẩm sửa đổi của oanh tạc cơ Tu-16 của Liên Xô trước đây. H-6K hay H-6N mới nhất, sau khi thay khoang vũ khí ở bụng thành thùng nhiên liệu, tuyên bố có tầm chiến đấu 3.500 km và có thể mang tới 6 tên lửa tấn công mặt đất Longshan 20. Về lý thuyết có thể đe dọa căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam. Song không quân BLA vẫn không có khả năng ném bom chiến lược tầm xa. Thậm chí ném bom chiến thuật tầm trung ngoài 1.800 km trên thực tế cũng khó đạt được do thiếu khả năng tiếp nhiên liệu trên không và máy bay chiến đấu hộ tống. Trung Quốc cũng có máy bay JH-7 vẫn đang phục vụ. Tên lửa của nó vẫn được sử dụng để tấn công bổ nhào và tấn công các mục tiêu trên biển trong quá trình huấn luyện, song về cơ bản là vô dụng trong thực chiến. Không quân Mỹ có hơn 130 máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát và máy bay chỉ huy, bao gồm máy bay trinh sát U-2, máy bay trinh sát cỡ lớn ERC-135, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, máy bay chỉ huy liên hợp E-8, E-4B, máy bay ngày tận thế. Còn có 19 máy bay chiến đấu điện EC-130H, hơn 500 máy bay chở dầu, hơn 600 máy bay vận tải và hơn 1.000 máy bay huấn luyện. Những con số hoàn toàn vượt trội khi so sánh với Trung Quốc. Không quân Mỹ cũng đang sử dụng rộng rãi các máy bay trinh sát không người lái tầm xa, tầm cao, bao gồm RQ-4, Lockbone Hawk và MQ-9 Reaper. Đồng thời đang thử nghiệm các loại máy bay không người lái có cánh chi phí thấp như X-Wing Valkyrie 58A. Quân đội Mỹ đã hình thành một hệ thống trinh sát trên không, phân tích tình báo, truyền dẫn, gây nhiễu điện tử, hệ thống chỉ huy và hỗ trợ tổng thể, phù hợp với năng lực không kích mạnh mẽ của quân đội Mỹ. Đó là điều chưa một nước nào trên thế giới có thể sánh kịp với không quân Mỹ.
Trung Quốc bắt chước máy bay vận tải An-12 của Liên Xô cũ và phát triển máy bay vận tải Y-8, sau đó bắt chước KC-200. Từng tuyên bố đã đạt trình độ máy bay chống ngầm B-3 đời đầu của quân đội Mỹ, với 11 chiếc đang hoạt động. Năm 2001, một máy bay trinh sát FB-3 của quân đội Mỹ đã va chạm với một máy bay chiến đấu C-8 của Trung Quốc và hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Mặc dù sau đó Trung Quốc đã trả lại, nhưng nó đã bắt chước thiết kế và tạo ra máy bay trinh sát Su-8. Có thể vẫn còn 16 chiếc đang trong biên chế quân đội. Trung Quốc cũng bắt chước nguyên mẫu của Nga để chế tạo máy bay chỉ huy liên lạc Y-8 và KC-2000, nhưng chỉ sản xuất 5 chiếc. KC-500 mới nhất tuyên bố rằng hiệu suất của nó gần bằng máy bay cảnh báo sớm E-2 của Hải quân Mỹ và có thể có hơn 30 chiếc đang hoạt động. Các máy bay trinh sát của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn mô phỏng. Chúng chưa được thực nghiệm trong thực chiến. Chúng cũng chưa thành thạo các kỹ năng huấn luyện chuyên nghiệp và các phương thức chiến đấu chung. Trung Quốc chỉ có một số máy bay tiếp dầu 278 nhập khẩu từ Nga và họ hiện đang bắt chước chúng. Vì vậy, khả năng hỗ trợ không chiến của chúng có thể rất hạn chế. Tên lửa không đối không phích lịch, tên lửa không đối đất trường kiếm và tên lửa chống hạm ưng kích của Trung Quốc trước tiên cũng bắt chước Nga, sau đó sao chép Mỹ. Chúng thường có kích thước lớn và chưa được thực nghiệm trong thực chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng tên lửa Trung Quốc cũng có một chút qua chiến tranh Triều Tiên và một số trận chiến ở không quân Đài Loan trong những năm 1950 và năm 1960. Song không quân Trung Quốc thậm chí còn chưa thực sự thành thạo các môn huấn luyện về không chiến hiện đại và mức độ đào tạo cũng rất hạn chế. Trung Quốc thiếu máy bay huấn luyện cao cấp và tuổi thọ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đang phục vụ chưa bằng một nửa so với máy bay chiến đấu của Mỹ. Vào tháng 3 năm 2021, mạng quân sự của Trung Quốc tiết lộ rằng một siêu phi công đã nghỉ hưu và đã bay hơn 3.000 giờ trong 27 năm, tương đương với trung bình 111 giờ mỗi năm, hoặc ít hơn 10 giờ mỗi tháng. Phi công chiến đấu trung bình của Mỹ cần bay 200 giờ mỗi năm. Như vậy, có thể thấy thời gian đào tạo của các phi công kỳ cựu nhất Trung Quốc gần như chỉ bằng 55,5% so với tiêu chuẩn chung của Mỹ. Các loại vũ khí tấn công đường không tối tân của quân đội Mỹ đã được kiểm chứng qua nhiều thực chiến và chúng có những ưu điểm rõ ràng trong các hoạt động tác chiến ngoài tầm nhìn, khả năng tác chiến điện tử và công nghệ tàng hình. Không quân Trung Quốc cũng chịu trách nhiệm phòng không với tên lửa phòng không HQ-9B bắt chước Nga và tầm bắn tối đa là 200 km. Sau khi Trung Quốc mua S-300 của Nga, nó đã nhập khẩu S-400. Nhưng năng lực phòng không của Trung Quốc còn hạn chế. Hiện chưa có hệ thống đánh chặn tên lửa giai đoạn cuối hoàn thiện. Lực lượng không quân Mỹ không chịu trách nhiệm về các phòng không mặt đất, nhưng chịu trách nhiệm về 675 tên lửa đạn đạo trên mặt đất, bao gồm 400 tên lửa Zorava-3. Mỗi tên lửa mang một đầu đạn hạt nhân với năng suất tương đương với 335.000 đến 475.000 kiloton. Lực lượng không quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ kép là phản công hạt nhân trên bộ và trên không. Không quân Trung Quốc vẫn có khoảng 40.000 lính dù, nhưng Trung Quốc có máy bay vận tải hạn chế và không thể đối phó với tên lửa phòng không. Lực lượng không quân Mỹ là lực lượng quân sự không quân duy nhất trên thế giới thực sự có khả năng tấn công toàn cầu. Lực lượng này vận hành máy bay tiên tiến nhất trên thế giới, có kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú nhất và có trình độ huấn luyện tổng thể và hiểu biết chiến thuật cao nhất. Lực lượng này có khả năng trinh sát, khả năng kiểm soát trên không, khả năng vận chuyển và khả năng tiếp nhiên liệu đều vượt trội so với các nước khác. Không quân Mỹ đã chi khoảng 165 tỷ đô la vào năm 2020, nhiều hơn bất kỳ lực lượng nào. Ngoài ra, lực lượng phòng không quốc gia Mỹ vận hành hơn 1.000 máy bay, lục quân Mỹ vận hành hơn 4.400 máy bay, hải quân Mỹ vận hành hơn 2.600 máy bay và thủy quân lục chiến vận hành hơn 1.300 máy bay. Đó đều là những con số quá ấn tượng. Trang bị của không quân Trung Quốc khó có thể so sánh với Mỹ về chất lượng và số lượng. Báo cáo đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc mô tả rằng Trung Quốc thiếu khả năng tình báo, giám sát và trinh sát tầm xa. Cho dù đó là không trên biển, tác chiến trên không, trên mặt nước hay hậu cần tầm xa và tiếp nhiên liệu trên không, đó là một thiếu sót rõ ràng.
các máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn sao chép và bắt chước Nga. Không quân Trung Quốc bảo vệ không phận không dễ, tấn công trên biển lại bị hạn chế bởi tầm bắn. Có lẽ không quân Trung Quốc khó có thể đứng trong top 3 thế giới như mọi người vẫn tưởng khi trình độ huấn luyện và khả năng thực chiến vẫn còn một khoảng cách quá lớn với Mỹ. Quý vị nghĩ gì về sức mạnh của hai lực lượng không quân Mỹ và Trung Quốc? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng tôi xây dựng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.